Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 21 tháng 3. Em lại lên một số những cái mặt hàng cho các bác sưu tầm nhá. Vào cái đơn đầu tiên thì em xin chia sẻ cho các bác là một chậu phi điệp. Hàng thì chậu này là nguyên một rề các bác nhé. Lụ đây, lụ rất to rồi các bác. Đấy. Về các bác chỉ tầm quả tầm khoảng tuần nữa là khả năng là lở hết rồi. Đấy, những cái chậu mà các bác cứ để ý em, những cái bông mà nó ngắn ngắn như này thì nó sẽ lở ra cánh mai rất là đẹp các bác, cánh nó rất là tròn nha các bác nhé. Đây, còn đây là nguyên một rề, rề được 3 thân hoa, 1, 2, 3 thân hoa đây. Đấy, mã số 74 180.000 các bác nhé. Đấy, về các bác có 3 thân hoa chơi và để làm giống. Hàng này là hàng phi điệp Lai Châu nha các bác nhé, hàng Lai Châu. Về các bác vừa sưu tầm hàng vùng miền luôn. Mã số tiếp theo, mã số 76, cũng là một giò phi điệp Lai Châu, cũng một giò 3 thân. Đây, hoa lụ đây nha các bác nhá. Đấy, cái đoạn trên này nó không có lụ thì về các bác về chơi hoa xong rồi cắt ra làm kỳ, ok. Đấy, và 1-2 kỳ con ở sau nữa các bác nhá. Mã số 76 cũng 180.000 nha các bác nhá. 180.000 phi điệp mai Lai Châu. Tiếp theo cũng một giò mã số 75. Cũng giò phi điệp Lai Châu. Cái này thì gồm có hai rề. Hai rề khác nhau thì nó sẽ có hai mặt hoa nha các bác nhé. Nụ rồi. Nụ bắt đầu đang ra chi chít rồi nha các bác nhá. Đấy, đang ra lụ hết rồi. Đấy, về các bác có hoa chơi thoải mái rồi. Mã 75 cũng 180.000. Phi điệp cũng phi điệp Lai Châu các bác nhé. Còn đây là hàng phi điệp thân thủ này. Đấy. Hàng xưa là mang bóng một thời đây. Đấy, hàng phi điệp tùa chua, lù tùa chua đấy. Hàng năm nay nói chung là nó bị mất giá nhiều quá, chẳng thèm chăm mà thân của nó vẫn cứ to như này. Các bác nhìn ngón tay cái của em các bác biết này, nó to thế nào. Đấy. Đấy các bác xem, không thèm chăm bón gì đấy. Đây, phân phước còn không có, trồng trên mỗi cây tổ quạ. Mã số 73, 300.000 các bác nhé. Đấy, thì những cái giò này cách đây tầm khoảng đôi năm thì bán tiền triệu. Giờ, cái gì nó cũng bị mất giá. Mã số 70, mỗi mấy cái thằng dòng mà cái hàng mà không nhân được kỳ này thì nó còn lên giá này. Mã 70. Đấy, đây là một giò kiều dẹt các bác nhé, cũng mới trồng được hơn 3 tháng thôi. Đấy, trồng trên một khúc gỗ dài 2 4 6 hơn 80 cm đấy các bác nhé. Đấy. Đây một giò một tác phẩm cũng rất là đẹp. Đấy. Mã số 70, 900.000 các bác nhé, kiều dẹt. Còn rất là nhiều lụ các bác nhé. Còn rất nhiều lụ đấy, còn rất nhiều lụ. Lụ còn rất nhiều, về các bác chơi hoa chơi lụ thoải mái luôn. Ở lụ này nhìn rất khác biệt luôn nhé. Trắng hơn. 70 900.000. Tiếp theo một giò hoàng thảo kèn mã số 76. Mã số 76 gồm có 3 thân hoa, 1 2 3 thân đây. Lụ đang rất là nhiều các bác nhé, hoàng thảo kèn Lai Châu. Đấy. Mầm đang bắt đầu lên rồi. Mã 76, 400.000. Hoàng thảo kèn Lai Châu. Tiếp theo là một giò vạch đỏ. Mã số 71. Đấy, vạch đỏ thì bây giờ đang là mùa lụ của nó rồi các bác nhé. Mùa hoa lụ lên rất là nhiều các bác. Lụ lên rất nhiều. Mã số 70, 71, 200.000. Rễ thì cũng ok các bác nhé. Bộ rễ thì cũng đẹp lắm rồi. Đây, chạy hết bám hết ra ngoài rồi. Sống 100% tất cả các rễ đều ra rễ rồi. Mã 71 200.000. Tiếp theo mã số 77. Đấy, đây là một chậu địa lan Trần Mộng hàng đột biến đấy các bác nhé. Một vòi hoa và hai củ già, hai mầm, hai măng tơ đang lên. Mã 77 500.000 các bác nhé. Cái dòng địa lan này các bác chơi từ Tết, các bác nào đã mua từ Tết đến giờ các bác về chơi biết rồi. Cái dòng này hoa của nó quá là bền luôn các bác. Đấy, chơi đến 2-3 tháng thì không hết hoa, cái này cũng vừa lở thôi. Tiếp theo mã số 78 cũng một chậu địa lan Trần Mộng, hàng hoa đột biến cũng giống như chậu kia, hoa giống nhau. Chậu này cũng có hai củ già cũng lên được hai măng đây rồi, cũng lên hai măng và có một cành hoa này, nhưng mà cành hoa này bị gập nhưng các bác vẫn chơi hoa thoải mái nhé. Cành hoa bị gập vẫn chơi hoa thoải mái. Mã số 78 35.000 các bác nhé, 500.000. Địa
than trần mộng hàng lục biến. Tiếp theo là một giò hoàng phi hạc. Đấy, hoàng phi hạc thì bây giờ bắt đầu đang là mùa hoa của nó các bác nhá, đấy lụ đây. Rất là đẹp đấy rồi. Đấy, và cây cũng đã bắt đầu lác đác, ra cũng đã thuần rồi nhá, ra rễ rồi nhá, một số cũng đã ra rễ và mầm của nó lên rất là đẹp rồi các bạn. Đấy. Đấy, cái này nó rất là nhiều thân tơ, nhưng mà cái này nó lại lở gối cơ, nó lở gối của cái năm ngoái, xong rồi cái thân của năm kia nó mới lở, còn thân năm ngoái nó vẫn còn nguyên là thân năm ngoái, thì năm sau nó mới lở hoa. Đấy, 3, 4, 4, 5 cái thân mà còn tơ nguyên đây, nó vẫn chưa ra được hoa, phải năm sau nó mới ra hoa được. Mã 72 180.000 các bạn nhé. Tiếp theo mã số 24. Đây, cũng giò long tu xuân. Mầm lên rất là đẹp. Đấy. Mang ra từ cái lúc mầm nó còn nhú bé tí tí, bây giờ mầm dài ngoẵng như này rồi mà không ai thèm mua rồi. Sau long tu xuân năm nay các bác kén chơi thôi không biết. Mã 24 220.000. Đấy mà nó đẹp như thế này. Đấy. Mầm lên rất là nhiều. Tiếp theo là một giò kiều tím. Đấy, kiều tím trồng trên cục gỗ nhé, về cho các bác làm giống. Tôi vẫn có hoa bình thường đây, các bác nhìn những cây ngắn như này vẫn có hoa. Đây cuống hoa của nó, đây cuống hoa, đây cuống hoa của năm ngoái nhé. Mã số 78 180.000. Rễ thì đã ra, đấy rễ ra cùng được bám hết cục gỗ rồi các bác nhé, cả bên giữa bên dưới cũng ra hết rồi. Mã 78 180.000. Giò da báo này thì quá đẹp luôn. Mã số 09 giá báo 240.000 các bác nhé, 240.000. Nhìn xanh hùm mướt mượt, rễ của nó thì bám hết rồi, cái này thuần rất là lâu rồi các bác. Mã 09 240.000. Tiếp theo một giò hồng nhạn mã số 48 180.000 các bác nhé, 180.000. em thấy nhiều nhà người ta bán hồng nhạn cũng trồng có tầm khoảng 3 cây thôi mà nó bán 200.000, không hiểu họ bán như thế có ai mua không. Mã 48 180.000. Hàng bây giờ là hàng hồng nhạn này, bây giờ đang ra lụ hết rồi. Quẩy này lụ cho các bác xem. Đây lụ nha các bác nhá. Đấy, lụ đây. Đây, lụ đây, tất cả các lách thì hầu như đều có hết đây, lụ nữa đây. Đấy, các lách đều ra hết đây, lụ đây. Mã số 48 180.000. Hồng nhạn. Giò hồng nhạn tiếp theo mã số 47. Đấy. Cũng 180.000 các bác nhá. Lụ cũng ra hết rồi. Đây, lách lá đây, ra hết. Kể cả cây bé tí tí nó cũng ra lụ hết các bạn. Đây. Con này cũng ra hết rồi. Đây ra đây nhá. Đây con này trong này nhá. Ra hết các bạn, đây, dài ngoãng rồi này. Đây nhìn cái con này năm ngoái năm mấy năm trước cũng ra đầy rồi này. Mã 47 180.000. Cái thằng hồng nhạn này thì cũng thấy nó rất là nhiều hoa. Không cần biết là cây to hay cây bé đều ra hoa hết. Tiếp theo là một giò hài vệ lữ mã số 30 150.000, gồm có hai bông hoa. Hài này thì hoa của nó rất là bền, các bác chơi đến tầm khoảng 1 tháng rưỡi hoa không biết tàn là cái gì luôn. Tiếp theo mã số 44 300.000 nhé các bác nhé, giò đùi nguyên một dề, dề đùi gà. Đấy, 300.000, 44, mầm cũng đang lên rất đẹp rồi. Đấy, còn mới lở được một cành thôi, còn đây còn rất là nhiều rồi các bác này, còn mười mấy cành nữa chưa lở hoa. Giò này lở hoa nó rất là đẹp, rất nhiều hoa luôn. Đây, tiếp theo mã số 17. Mã số 17 thì cũng đang nở được một cành đây. Đây, hai cành, được nở hai cành. Và mấy cành vẫn còn đang nguyên lụ này. Nguyên lụ với các bác nhá. Đấy, à giò này thì cũng mới lở rồi, giống hôm qua em quay cho các bác là bắt đầu nó vẫn đang trúng chín. Rồi hôm nay đã lở cái này rồi. Mã số 17 260.000, đùi gà thì của nó chơi được tầm khoảng 15 đến 20 ngày các bác nhá. Thế nên là giò vừa lở này các bác yên tâm là về nó còn các bác còn chơi còn lâu nó mới hết hoa. Cứ về nếu mà các bác mà mua những giò này mà bảo ừ anh sợ là về là nó tàn hết hoa, các bác yên tâm về tàn cành nào em đền các bác cành đấy. Yên tâm một điều như thế. Và các bác mới tập chơi lan ấy mà những bảo cái chậu nó vừa mới thuần như này, dễ vừa mới ra như này về chết thì sao? Thì cứ yên tâm các bác nhé, về các bác cứ trồng thoải mái đi, trồng theo chế độ của em sẽ gửi cho các bác chế độ. Trồng theo kiểu của em, chết cây nào em đền các bác cái đấy. Mã 36 250.000.
đấy. Em bán để cho các bác, để cho các bác tự tin để chăm cho nó thoải mái. 36 250.000, và em sẽ truyền hết những cái phân thuốc, những cái kiểu mà ở nhà vườn em dùng như thế nào thì em sẽ gửi hết cho các bác chăm đúng theo kiểu phân thuốc của vườn em. Mã số 51, đây là một giò kiểu vuông nhé các bác nhé, giò kiểu vuông, hàng đang lụ rồi. Đấy, hàng đang lụ rất nhiều. Đây, giò này thì khá là đẹp luôn. Mọi lần những cái giò này em phải bán giá tầm khoảng 250, nhưng hôm nay bán thôi, bán rẻ cho các bác 220.000. 51 220.000. Đấy, những giò này thế rất đẹp. Mã 45 200.000 các bác nhé, đang có lụ hết rồi. Lụ rất to rồi. Rất to rồi nhé. 200.000 45. Về các bác cứ yên tâm mà chăm. Chết cày nào em đền, em gửi đền lại các bác rồi đấy. Mã 38 cũng giò đùi gà. Thật sự với các bác là bây giờ là cái mùa này hàng thuần nó rất là hiếm, giống vườn em cũng to như thế này mà còn không có hàng thuần để mà bán cho các bác. Mã 38 260.000, chỉ hàng vừa mới chớm thuần thôi. Đấy, bắt đầu mới ra rễ này thôi các bác nhé. Bắt đầu ra rễ, rễ mới đi tầm khoảng 5 7 cm đến 10 cm là cùng thôi. Tiếp theo là giò kiều dẹt. Đấy. Giò kiều dẹt thì nhiều bác cũng bảo là hàng này thì nó rất là khó thuần. Mã số 49 300.000. Nhưng mà các bác về thì thật sự cái này nó cũng rất là ưa khí hậu nóng. Nó cây này là hàng ở với khí hậu nóng về chứ có phải là khí hậu lạnh đâu mà sao các bác không thuần được. Về thì các bác cứ treo ở những cái chỗ nào thật là thoáng gió và mát. Đừng có treo ở dưới mái tôn, mà treo dưới mái tôn thì phải cách tầm khoảng 1.5 m nha các bác nhé. Treo dưới mái tôn thì cách 1.5 m, và treo ở ban công thì những cái chỗ nào hướng nó còn nắng chiếu thẳng, mặt trời nó chiếu thẳng vào thì tránh nó ra. Đừng có treo thẳng vào đấy. Đến mình gặp mặt trời để một lúc nó còn quảng như nói gì đến cây lan. Cứ phải tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp của mặt trời. Đấy, tiếp theo mã số B15. Đấy, B15 đây là một giò kiều vuông. Cũng kiểu vuông tiếp theo đây, rất là đẹp. 220.000 B15. Đấy, những cái giò này thì trước em bán giá cũng rất là cao, 250 đến 280. Nhưng mà còn được mấy giò nữa thì thôi, chia sẻ lốt cho các bác. Mã số 53. Đấy, hàng này thì thật sự là bây giờ các bác mua hàng kg về thì lụ hoa của nó đã rụng hết rồi, không còn hoa đâu. Đấy, cái này chỉ em mua cách đây nó hơn 3 tháng rồi, về thì lúc đấy nó chưa đến mùa hoa của nó thì nó mới còn lụ như này, chứ không thì nó cũng chẳng làm gì có lụ đâu. Thế mới biết là trồng mới hay trồng cũ. Cái này em trồng hơn 3 tháng rồi các bác nhé, 4 tháng rồi. Mã 53 220.000. Và Lai Châu em nó khí hậu quá lạnh, thế nên là nó rất là lâu ra rễ các bác. Đấy, giống với Sơn Thủy Tiên mã số 35 270.000. Đấy, các bác bây giờ xem người ta bán hàng cân thì bây giờ mua về không bao giờ có lụ như này rồi, lụ gãy hết rồi, lụ không còn một tí nào luôn. Và đây, rễ của nó bắt đầu cũng đã bắn rồi các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm về cứ chăm, cứ thoải mái chăm đi, cứ chết em đền không phải lo. 35 270.000, như thế cho các bác yên tâm chăm sóc và cứ chăm theo công thức của em và chăm theo kiểu của em nhé các bác nhá. Mã 34 180.000, cũng Sơn Thủy Tiên. Hai đuôi công. Mã số 31 gồm có 4 lụ các bác nhá. 31 gồm 4 lụ 200.000. Cái đuôi quên mất, này là hai đuôi công, hai vệ lữ. Đấy, 4 cành 220.000. Cái giò này cũng thuần rất là lâu rồi, năm nay năm sang năm thứ 3 rồi các bác nhá. Sang năm thứ 3 rồi. Chính trời ơi, đừng có vẫn lụ nhé. Tiếp theo mã số 32 150.000. B32 150.000. Đây là hài này, hài Vân Lam nha các bác nhé. B32 150.000, hài Vân Lam. Tiếp theo mã số 80 cũng là hài Vân Lam nha các bác nhé. 80 cũng 150.000 các bác nhé. 150.000. 80. Cho hài Vân Lam tiếp theo mã số 81. Đấy, chỗ này gồm có hai lụ rất là đẹp. 200.000 các bác nhé, 200.000. 81. Giò Tam Bảo Sắc mã số 63. Đấy, giò Tam Bảo Sắc mã 63 cũng 200.000 các bác nhé, 200.000 mã 63. Tam Bảo Sắc.
Tiếp theo là mã số 59, 150.000. Đây là chậu kim điệp nhựa nha các bác nhé. Kim điệp nhựa. Đây, cái mặt hoa của kim điệp nhựa đây các bác. Đấy, hoa vàng rất là đẹp và hương của nó rất là thơm các bác. Đấy, giò này cũng đã ra rễ rồi nha các bác nhé. Giò này cũng đã ra rễ rồi. Mã số 59, 150.000. Tiếp theo là một giò long tu đá. Long tu đá xìn hồ, mặt hoa tím các bác. Đấy, những cái giò này thì hàng nhà em đã thuần rất là lâu rồi. Nhìn các bác nhìn bộ rễ đây. Đấy, nó rất là tùm luôn. Và mầm bây giờ cũng lên rất đẹp rồi các bác nhé. Mã số 11, 160.000. Mặt hoa của nó đây. Hoa của nó đây, hoa cánh mai rất là đẹp và cánh sáp. Cái này độ bền hoa của nó cũng lên đến gần 1 tháng các bác nhé. Hoa gần bền gần 1 tháng luôn. Và hoa cũng rất là thơm. Mã số 12 cũng long tu đá hoa tím, hàng long tu đá xin hồ. Thơm lắm. Mã số 12 160.000. Đấy, mầm lên khá đẹp rồi, 160.000. Cái hàng chưa thuần thì người ta sẽ bán rẻ hơn một tí, tại vì là thuần thì bao giờ nó cũng mất công hơn rất là nhiều các bác. Nó bảo nó trồng đến 1 đến 2 năm nó mới thuần thì như thế, mất bao nhiêu công sức, phân thuốc, phân bón, phân bủng rồi nước, nôi các thứ tưới tắm cho nó nữa. Mã số 29. Đây là giò hàng thảo kèn giống nha các bác nhá. Lên hai mầm rất là đẹp rồi. Mã 29 100.000. Và những cái đơn hàng ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho các bác cứ mỗi một đơn hàng, không cần biết là bao nhiêu tiền, mỗi một đơn em sẽ tặng các bác một trong những cái chậu kỳ phi điệp như thế này. Đấy, về cho các bác sưu tầm để chơi. Những chậu này nó cũng chậu mặt hoa cũng đẹp đấy các bác. Đấy, em giải phóng hết cái mấy cái sạp này đi để em làm cái lô lượt kỳ mới để năm sau lại có cái quà để nó tặng các bác tiếp. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nhá.